Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai, mùng 5 tháng 5 trên kênh VTV và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, miền Bắc đang trong những ngày rắc và khô. Tuy nhiên, dự báo đến những ngày cuối tuần này do ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam đưa máy ẩm từ biển vào đất liền, khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa rất to mới, có nơi sẽ xảy ra mưa vừa mưa to trên diện rộng. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trạng thái mưa vừa mưa to về trưa chiều vẫn thường xuyên ảnh hưởng ở khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, với các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục suy yếu thêm, làm cho nhiệt độ ở miền Bắc sẽ tăng chậm, với mức nhiệt cao nhất trong ngày đều phổ biến ở ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung, hiện chỉ còn một vài nơi có mưa rải rác vài nơi. Ở các khu vực khác, trời tạnh ráo và có nắng nhẹ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Còn vùng từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trời có nắng từ sớm với cường độ nắng mạnh, nên nhiệt độ cao ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Lưu xuống phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời đều có nắng nhẹ, thời tiết tạnh ráo. Lưu ý về chiều và tối có mưa dông rải rác ở hai khu vực này, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to và dông mạnh, với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay, ngày mai và cho đến 3 ngày tới ở khu vực vùng cao Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ với ngưỡng nhiệt từ 30 đến 34 độ. Trên biển, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, vùng biển phía Bắc của Biển Đông bao gồm khu vực huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 5, gió lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động.